Thay số 5 đó là hai người vẫn ở với nhau, không khó khăn, không khó chịu, không cãi nhau. Hai vợ chồng không có cãi vã nhau, không có gây gổ, cũng chẳng có mệt mỏi, đau khổ, buồn phiền gì. Tuy nhiên thì cái trạng thái cảm xúc nó giống như hai người bạn. Hai người rất là hiểu nhau, khá là gọi là tâm đầu ý hợp, khá là hiểu nhau, nhưng mà không còn cảm xúc với nhau nữa, sống với nhau giống như hai người bạn. Có thể là có đụng chạm quan hệ xác thịt, nhưng mà nó dạng như là gọi là kiểu trách nhiệm nhiều hơn là đam mê, đúng không ạ? Đấy, và sống với nhau vì những cái mục tiêu chung, ví dụ như là vì con cái, vì kinh tế gia đình, vì họ hàng hai bên, vì danh tiếng, vì công việc, chứ không phải vì tình yêu. Khi đó hai người vẫn sống với nhau, không ai muốn chia tay hết, nhưng mà đồng sàng dị mộng, mỗi người một hướng đi, mỗi người một công việc, mỗi người một một gọi là giấc mơ. Hai người hai giấc mơ nó khác nhau, và mỗi tội là vẫn chia sẻ với nhau, vẫn hiểu nhau, vẫn ở bên cạnh nhau, không cãi nhau, nhưng không còn chung cái chí hướng nữa đó. Và thường ấy, những người này thì ít chia sẻ cho nhau những cái nỗi lòng ở bên trong, không tâm sự những cái cái chuyện mà thầm kín, mà chỉ nói chuyện với nhau những thứ liên quan đến điểm chung của hai người, ví dụ như là con cái, ví dụ như là bố mẹ, anh chị em họ hàng hai bên gia đình. Đối nhân xử thế vẫn rất là chu toàn, vẫn rất là đầy đủ, không ai chê trách được điều gì. Và rất nhiều người nhìn vào thấy rằng đây là một cặp vợ chồng rất là gì ạ, rất là hạnh phúc. Tuy nhiên thì thực tế ở bên trong thì nó không phải như vậy. Đó. Không ai muốn chia tay cả, nhưng nó không còn niềm vui, không còn hạnh phúc nữa, không còn cái niềm đam mê nữa. Và cái trạng thái này nó sẽ kéo dài, nó sẽ duy trì rất là lâu. Và có thể đến cuối đời mình vẫn ở trong cái trạng thái này. Bởi vì có nhiều lý do mà họ không dám dứt bỏ, không dám chia tay. Bởi vì họ có nỗi sợ, họ sợ rằng là con cái họ sẽ khổ, họ sợ rằng gia đình hai bên sẽ buồn, bố mẹ hai bên sẽ buồn, họ sợ rằng hàng xóm láng giềng sẽ dị nghị, họ sợ rằng sẽ ảnh hưởng đến công danh sự nghiệp, họ sợ rằng ảnh hưởng đến uy tín của họ. Đó, họ sợ rằng là khi mà chia tay thì sẽ ảnh hưởng đến tài chính với tiền bạc của họ, cho nên họ quyết định không gì ạ, không chia tay. Đó. Tuy nhiên có thể mỗi người sẽ có những mối quan hệ ở bên ngoài, một trong hai người hoặc cả hai người sẽ có những cái mối quan hệ ở bên ngoài để bù đắp vào những cái chỗ trống mà họ không không được giải tỏa, không được giải đáp, không được bù đắp ở trong gia đình.